Hallelujah. Trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có một Đức Chúa Trời đầy tình yêu. Ngài đã xuống thế làm người chết trên thập tự giá cho chúng ta, hầu cho chúng ta được làm con cái của Chúa. Và khi được làm con cái của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để giúp đỡ chúng ta có thể học lời của Chúa mỗi ngày, và trên hết là áp dụng lời của Chúa mỗi ngày cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì trong cái ân điển của Chúa thì Chúa có kêu gọi tôi làm đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ, và tôi được dự phần trong việc hầu việc Ngài, và Chúa cho tôi có cơ hội để cùng học lời của Đức Chúa Trời với anh chị em, hầu cho chúng ta cùng lớn lên trong lời của Chúa mỗi ngày và giúp đỡ chúng ta mỗi ngày được ơn trước mặt Chúa sống cho sự vinh hiển của vương quốc Đức Chúa Trời ngay ở trên trần gian này. Quay lại với chủ đề loạt bài học cuộc đời Chúa cứu thế, chúng tôi chào mừng anh chị em quay trở lại chương trình thần học căn bản. Chương trình thần học căn bản được học theo giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn, và chúng ta đã học xong cuốn 1, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học cuốn 2 của giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế. Và trước khi đến nguyên lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự nhờ cậy nơi Chúa qua sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Cha vì Ngài là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật vũ trụ, trong đó có đời sống của chúng con. Không những Ngài là đấng sáng tạo, nhưng Ngài cũng là đấng cứu chuộc muôn loài. Trong con đó có đời sống của chúng con, có gia đình của chúng con, có dòng dõi của chúng con. Lạy Chúa, quyền năng của chúng con không những Ngài cứu chuộc, nhưng Ngài đã ban ân điển của Ngài bằng cách ban Chúa Thánh Linh đến trên đời sống của chúng con, và Ngài là Đức Chúa Trời ngự trị ngay trên trần gian này. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa hãy đến trong lòng của chúng con trong thời gian này, giúp đỡ chúng con để chúng con được học lời của Chúa, được khai sáng bởi sự chúc phước từ lời Ngài, để chúng con người chia sẻ, người học, người lắng nghe đều được làm vinh hiển danh của Ngài. Chúa ơi, trên hết chúng con cầu nguyện xin Ngài cảm động lòng của chúng con để chúng con sẵn sàng bước đi với Ngài theo tấm gương của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con nhìn Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin mà bước đi. Chúng con biết ơn Cha thật là nhiều, sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại chương trình cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2, giáo trình của thần học căn bản. Và trước khi đi đến cuốn 2 thì chúng ta quay trở lại về cuốn 1. Trong giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn thì mỗi một cuốn được chia bố cục của mỗi một sách. Một cuốn sách thì được chia là 10 phần, và mỗi một phần thì lại có những cái bài học khác nhau ở trong đó. Chương trình cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 1 thì chúng ta cũng đã được học qua 10 phần, và trong thời giờ này thì chúng ta nhìn lại những điểm cần thiết quan trọng của chương trình cuộc đời Chúa cứu thế trong cuốn 1. Thứ nhất là giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn được học, được phân tích, được bám sát sườn qua phúc âm Matthew. Và ở đây chúng ta thấy khi phân tích về phúc âm Matthew thì chúng ta thấy cuộc đời Chúa Giêsu của chúng ta được chia làm 5 giai đoạn, và trong mỗi giai đoạn đó thì có ứng tới mỗi địa danh khác nhau, và mỗi địa danh đó, mỗi giai đoạn đó thì được chép ở trong những phân đoạn kinh thánh khác nhau. Chúng ta thấy đầu tiên là giai đoạn
phần giới thiệu. Phần giới thiệu thì sách Matthew nói và báo tin Chúa Giêsu Giáng sinh, và cái địa danh thì lúc này á là nó không có, nhưng mà trong đoạn phần giới thiệu được ghi chép ở trong đoạn 1 của sách Phúc Âm Matthew. Giai đoạn của Chúa Giêsu thì giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Thời thơ ấu của Chúa Giêsu, những câu chuyện trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì được liên kết với địa danh là Bethlehem, vì Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem là quê hương của vua David. Và đoạn Kinh Thánh chép về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đó là đoạn 2. Tiếp theo là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, hay là năm chức vụ thứ nhất. Năm chuẩn bị người ta có thể gọi là năm chức vụ thứ nhất. Chúa Giêsu có năm giai đoạn trong cuộc đời và chia ra làm ba giai đoạn trong chức vụ, là năm thứ nhất, năm được, năm thứ hai và năm thứ ba. Thì năm thứ nhất là năm chuẩn bị. Năm chuẩn bị thì địa danh liên hệ là ở Nazareth, vì Chúa Giêsu sống ở Nazareth. Và cái câu chuyện chép về những sự kiện của Chúa Giêsu ở trong phần đoạn Kinh Thánh Matthew ở đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11. Tiếp theo là năm được mến mộ, hay là năm chức vụ thứ nhì của Chúa Giêsu, thì được gắn với địa danh là Capernaum. Được gắn với địa danh là Capernaum và được chép ở trong phần đoạn Kinh Thánh từ đoạn 4 câu 12 cho đến đoạn 13. Tiếp theo là năm thứ ba trong chức vụ của Chúa Giêsu, hay còn gọi là năm khổ lạc của Chúa Giêsu, thì được gắn với lại địa danh là Jerusalem. Và tất cả những cái câu chuyện trong năm khổ lạc của Chúa Giêsu thì đều liên kết, đều được gắn với cái địa điểm Jerusalem, là địa điểm của thành thủ đô của Israel thời Chúa Giêsu. Và cái phân đoạn Kinh Thánh nhắc nói về năm khổ nạn của Chúa Giêsu đó là từ đoạn 14 cho tới đoạn 27 trong sách Matthew. Và giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu, giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu thì được gắn với địa danh muôn dân muôn nước. Tại sao? Tại vì khi mà Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài không còn ở chỉ ở Nazareth, ở Capernaum hay là ở Jerusalem, nhưng Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Và giai đoạn sau phục sinh vẫn kéo dài cho tới thời đại bây giờ của chúng ta, và nó sẽ kéo dài tới khi mà Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai ở trên đất. Và giai đoạn này được chép ở trong phân đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 28. Đấy là cái cấu trúc của Phúc Âm Matthew, và chúng ta cần phải nhớ ở trong cuốn 1 chúng ta đã từng học với nhau. Thứ hai, chúng ta sẽ học, chúng ta xem về gia phủ của Đức Chúa Giêsu Christ. Gia phủ của Đức Chúa Giêsu được ghi ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 17. Thì gia phủ của Đức Chúa Giêsu thì sẽ liên quan tới bốn cái tên gọi khác nhau của các thời kỳ, bốn cái tên nhân vật, và có các niên đại khác nhau. Và đây chính là bốn thời kỳ về lời hứa của nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng được hình thành và đều có mặt ở trong bốn thời kỳ này. Đầu tiên đó là tên các nhân vật chính đầu tiên, đó là thời kỳ của Abraham, tổ phụ của Abraham, và niên đại của Abraham tới thời của trước Chúa Giêsu là 2000 năm. Và thời kỳ này thì Abraham có được một cái nước gọi là nước lời hứa. Nước lời hứa có nghĩa là Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham một nước, một dân, con cháu của Abraham đông như sao trên trời, như cát bờ biển.
Nhưng mà đến lúc này thì Abraham chưa nhận được bởi mà đã qua đời rồi. Cho nên cái này gọi là nước của lời hứa. Và chúng ta nhớ trong thời kỳ đầu tiên đã là thời đại của Abraham, cách Chúa Giêsu 2000 năm, và đó là nước của lời hứa, nước hứa vàng. Thời đại thứ hai của La Phổ đó là vua David. Thời đại của David thì vua David là người mà thống nhất Israel và cai trị, là vua và cách sống cách Chúa Giêsu 1000 năm. Và nước này được gọi là nước tạm thời, bởi vì cái nước của vua David nó không có bền. Sau thời của vua David thì đến đời con vua David là Salomon, và sau thời của Salomon thì nước Israel bị chia cắt làm hai, thành nước Israel phía Bắc là 10 chi phái ở phía Bắc và 2 chi phái ở phía Nam là nước của Juda. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ Babylon. Babylon tại sao ở đây là tên của một cái thành? Tại vì lúc này á thì dân Israel bị lưu đày, và ở đây dân Israel không còn ở tại thành Jerusalem hay là ở tại cái Israel ở phía Bắc nữa, nhưng mà bây giờ được lưu đày sang Babylon. Và ở đây liên lại thời kỳ Babylon trước Chúa Giêsu 600 năm, và nước này là nước bị tàn phá bởi vì bị lưu đày. Tới thời kỳ thứ tư là Đấng Rít. Đấng Rít thì chúng ta thấy niên đại của Chúa Giêsu là đúng thời kỳ của Chúa Giêsu, và nước này á được gọi là nước đời đời hay là nước toàn hảo, bởi vì từ thời Chúa Giêsu sinh ra là nước thiên đàng hay nước toàn hảo xuất hiện trên trần gian này, nó sẽ kéo dài tới đời đời và nó sẽ không có niên đại, là bởi vì nó không có cái thời gian giới hạn vào cái điểm này. Và bốn thời kỳ này thì đều được ghi ở trong Gia Phổ của sách Ma-thi-ơ từ đoạn 1 câu 1 tới câu 17, và mỗi được chia ra làm 42 đời. 42 đời. Cái thứ hai chúng ta cần phải, cái thứ ba là chúng ta cần ôn lại, đó là gia đình của vua Herod đại đế và bản đồ xứ Palestine. Gia đình của vua Herod đại đế là vua cai trị trong toàn xứ Palestine trong cái thời của Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời của Chúa Giêsu được sinh ra thì xứ Palestine này được chia làm 5 vùng. Cái vùng ở trên này đầu tiên đó là vùng Galilee, và ở tại vùng Galilee thì nó có cái Nazareth, và thành Nazareth này và nó có cái biển hồ Galilee, và đối diện với lại vùng Galilee ở bên phải thì đó là vùng Iture. Và chúng ta thấy ở phía nam thì có một cái vùng, đó là vùng Judea. Vùng này là vùng Jude, và ở đây có hai cái thành chúng ta cần lưu ý, đó là thành Jerusalem là nơi Chúa Giêsu chết, và thành Bethlehem nơi Chúa Giêsu sinh ra. Và đối ngang cái vùng Bere, vùng Jude về bên tay phải thì đây là vùng Bere, và chúng ta thấy có cái biển giữa này là biển chết, hay là biển chết ở đây thì được muối rất là nhiều, vì nước nó chỉ chảy từ trên phía Bắc xuống phía Nam theo cái dòng sông Jordan, Jordan chảy vào biển chết và nó không có thoát đi được, cho nên là người ta gọi đây là biển chết, và trữ lượng muối ở đây rất là lớn, và người phải xuống đây có thể lội được. Và giữa cái vùng Galilee và vùng Judea này thì nó là có vùng Samaria. Và đây là bản đồ xứ Palestine được
chia ra làm năm cái vùng trong thời của Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu sinh ra thì ông vua Herod đại đế ông cai trị hết cả năm cái vùng này. Nhưng mà khi ông vua Herod đại đế ông ấy chết đi thì ông để lại năm cái vùng này cho ba cái đứa con trai. Và cái vùng chúng ta thấy cái vùng Galilee và vùng Bere Galilee và Bere này thì chúng ta thấy ở đây có một ông vua Herod cai trị, đó là vua Herod chư hầu. Còn cái vùng Samari và cái vùng Jude này thì có ông vua là Achenau. Vua Achenau cũng là con trai của vua Herod đại đế. Và cái vùng Iture này thì ông Philip ông cai trị. Và chúng ta thấy câu chuyện thì trong gia đình của ông vua Herod đại đế này thì hai người con là sau này là cục hoặc đánh nhau. Vì đánh nhau có nghĩa là ông vua Herod chư hầu này là anh của ông Philip, và vợ của ông Philip thì lại lấy cái ông vua Herod chư hầu. Cho nên ông vua Herod chư hầu này nghe lời của vợ ông Philip và chặt đầu của ông Lân. Thì đây là cái sự kiện, ba cái sự kiện mà chúng ta cần phải nhớ chữ trong cuốn 1 trước khi chúng ta đi qua cái cuốn 2. Thì trong cái bố cục của cuốn 2, cuốn 2 thì chúng ta cũng được học và được chia làm 10 phần. Phần A thì bài có hai bài. Bài 1 là đối chiếu các sách tin lành cổ quan ở trang 7, và bài 2 là phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Chúng ta sẽ được nghiên cứu về phúc âm răng chép gì, nói gì về cái năm chuẩn bị của Chúa Giêsu theo đúng cái thứ tự thời gian. Chúng ta có phần B. Phần B thì gồm 3 bài học, đó là bài 3, bài 4 và bài 5. Thì bài 3 nói về răng bắp tít giảng về sự ăn năn như thế nào. Rồi bài 4 thì chúng ta sẽ học về khái niệm người Pharisee và Sadducee. Chúng ta sẽ hiểu được hai cái nhân vật, hai cái nhóm người quyền lực nhất ở trong thời của Chúa Giêsu này. Họ là ai, họ làm cái gì và họ sẽ ảnh hưởng gì trên cộng đồng xã hội thời đó. Bài 5 chúng ta học về những cái biểu tượng, công cụ của biểu tượng. Phần C. Phần C chúng ta cũng có 3 bài. Đó là bài 6, bài 7, bài 8. Chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu chịu phép báp têm, giáo lý của Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong kiểu nước ước nói gì, giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi trong tân ước nói gì. Trong 3 bài học này thì rất là quan trọng, bởi vì nói về giáo lý ba ngôi. Ngày nay có rất nhiều người đang phủ nhận giáo lý ba ngôi. Khi mà dạy, tôi đã nghe nhiều người nghe giảng ở trên mạng và nói rằng là ô mục sư ơi, bây giờ có nhiều người giỏi lắm nhưng mà họ không bao giờ nói giáo lý ba ngôi, và họ nói rằng là giáo lý ba hộ ba ngôi là sai. Và họ có đưa ra một cái ông diễn giả, đó là Francis Thùng, và nói rằng đây giáo lý ba hộ ngôi là sai. Thì trong phần này chúng ta sẽ học rõ ràng về giáo lý ba ngôi để chúng ta thấy được rằng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, lời hằng sống đời đời thì không bao giờ thay đổi, dù một chấm một nét qua đi cũng không bao giờ thay đổi. Chúng ta thấy rằng phần D chúng ta có hai bài học, đó là bài 9 và bài 10. Chúng ta học giáo lý ba ngôi và bài tín điều các sứ đồ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục học các thuộc tánh của Đức Chúa Trời.
Phần E chúng ta sẽ có hai bài để nghiên cứu, đó là bài 11 và bài 12. Chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong cương vị Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong cương vị con người. Rồi chúng ta tiếp tục là đi tới phần G. Phần G đó thì chúng ta sẽ được học gì? Ba bài. Đó là bài 10. Xin lỗi, chúng ta đến phần F. Phần F chúng ta sẽ được học cũng có ba bài, đó là bài 13, 14, 15. Chúng ta sẽ tiếp tục được học Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn trong một cái sự nhất quán. Và bài Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, chúng ta học về sự ứng nghiệm của lời Chúa, chúng ta học về sự chính xác của lời Đức Chúa Trời, để chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không phải là lời của loài người. Cho nên nếu ai bẻ cong lời của Đức Chúa Trời thì không được. Chúng ta cần phải học chính xác về lời của Chúa, vì có lời ở trong Khải Huyền chép rằng Chúa sẽ thêm cái tai vạ cho người nào thêm vào lời của Chúa, và Chúa sẽ cắt phần ân điển nếu người nào bớt lời của Chúa đi. Và đó là phần F. Rồi phần G, chúng ta sẽ được học ba bài tiếp theo, bài 16, 17, 18. Chúng ta học về chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa duy vật chất, chủ nghĩa duy vật chất và lòng kiêu ngạo. Chúng ta sẽ hiểu được ngày nay người ta nói về sự vật chất thì chỉ có tiền, tiền, quyền lực và tất cả những cái điều này nó đã phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời ra sao, gặp nhấm và tiêu diệt niềm tin của Cơ Đốc nhân thế nào. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ cùng học với nhau, mổ xẻ với nhau. Tiếp theo phần H chúng ta có ba bài, đó bài 19, 20, 21, bạo lực xưng tội và lợi ích của Kinh Thánh cho sự xưng tội. Thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là bạo lực, rồi xưng tội là cái gì, lợi ích của Kinh Thánh ra sao trong cái vấn đề chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ có gì, phần tiếp theo là phần Y, bài 23, 22 và 23, Chúa Giêsu và Nicodem, và câu chuyện để chúng ta giúp chúng ta làm chứng, làm chứng nhân cho Chúa. Thì kể về câu chuyện Chúa Giêsu và Nicodem và Chúa Giêsu với người đàn bà Samari khi Chúa xin nước uống và Chúa nói nếu ai uống nước của ta thì sẽ không bao giờ khát nữa. Thì trong phần Y chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Phần Z chúng ta sẽ có gì, hai bài, bài 24 và bài 25, Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời trong bài giảng tại Nazareth và dân chúng xua đuổi Chúa Đấng Messiah. Và chúng ta sẽ kết thúc cuốn 2 cuộc đời Chúa Cứu Thế ở bài 25. Tuy nhiên thì chúng ta có ba cái phần mục mục, đó phần biểu đồ, bản đồ, biểu đồ và bài thi. Và chúng ta sẽ được học, chúng ta sẽ được thi với nhau. Và phần điều rất là quan trọng, nếu chúng ta muốn cái slide này thì tôi sẽ để kèm cái địa chỉ email ở trong cái video này, trong cái bài học này. Và nếu các bạn muốn có gì, cái loạt bài học, cái những cái slide để sử dụng cho cái việc dạy, cái việc học trong tương lai của mình, trong giáo trình của đời Chúa Cứu Thế, thì các bạn có thể gửi một cái thư về email, và cái tôi sẽ để ở chế độ tự động trả lời thư tự động về email, và các bạn sẽ click vào nó và chúng ta sẽ được dẫn tới Google Drive, và ở trong đó thì chứa các loạt bài học và các slide. Và cảm ơn Chúa thì chúng ta sẽ kết thúc trong bài học hôm nay ở đây. Hôm nay thì chúng ta chỉ học về ôn lại về cuộc đời Chúa Cứu Thế quân 1 và giới thiệu
mục lục hay những cái phần chúng ta cần phải giải quyết trong cái cuốn cuộc đời Chúa chú thích cuốn 2. Và chương trình cuộc đời Chúa chú thích cuốn 2 sẽ được học hàng tuần, thì ít nhất là mỗi tuần sẽ có hai chương, và mỗi chương thì tôi sẽ cố gắng để làm 1 đến 2 video, các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể chia sẻ cái chương trình, cái tài liệu học này cho nhiều người một cách miễn phí để chúng ta cũng có thể học lời Chúa với nhau. Và khi mà chúng ta chia sẻ thì vui lòng là chúng ta chỉ cần trích cái nguồn, chúng ta dẫn cái nguồn này ở đâu để không có ai có thể kiện cáo được chúng ta. Vì những cái nguồn này là do là khi mà tôi cái slide này, tôi là mục sư Nguyễn Phúc Việt Nam, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về tất cả những cái tín lý hay là những cái điều mà tôi sẽ nói ở trong này, và cũng như là tôi chịu trách nhiệm trước mặt anh em trong cộng đồng đức tin để chúng ta thấy rằng chúng ta học để chúng ta cùng tăng trưởng trong đức tin, chứ không phải là chúng ta học một cách lệch lạc, không phải là chúng ta học một cái để chúng ta dẫn chúng ta vào cái con đường tà giáo hay là xa Đức Chúa Trời, thì điều đó là điều không nên. Cho nên vui lòng các bạn có thể trích nguồn, và khi chúng ta cũng trích nguồn thì cái đó chúng ta cũng tôn trọng về bản quyền theo luật của Hoa Kỳ. Chúng ta cùng cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời để kết thúc. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài ban phước cho chúng con học lời của Ngài. Con cầu nguyện xin chính mình Ngài hiện diện và Ngài ban phước cho hết thảy anh chị em ở xa, ở gần nghe video này học cùng với chúng con. Chúng con nguyện thần của Ngài cứ đến và kết nối chúng con làm một trong tình yêu của Chúa Giêsu, với tình yêu thương là sợi dây liên lạc của sự chọn lành. Cha ơi, chúng con cầu xin sự hiệp một trong thân thể của Chúa đến, không phân biệt người già, người trẻ, người ở xa, người ở gần, nhưng chúng con cầu xin Ngài có thể sử dụng lời của Chúa này để khích lệ, nâng đỡ, giúp đỡ anh chị em của chúng con hiểu hơn trong bước đường theo Chúa và về nơi của Ngài. Chúng con biết ơn Cha, sự vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em hẹn gặp lại trong bài tới. Xin chào, xin Chúa ban phước cho mọi người. Xin chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta được cơ hội được quay trở lại học lời của Ngài qua loạt bài chương trình cuộc đời Chúa cứu thế sau quấn. Như chúng ta đã học phần trước thì chúng ta đã học về cuộc đời Chúa cứu thế quấn 1 và nội dung của cuộc đời Chúa cứu thế quấn 1. Thì các bạn có thể quay trở lại cái danh sách phát trong cái chương trình thần học căn bản cuộc đời Chúa cứu thế quấn 1 và các bạn học lại. Ở trong này chúng ta có 25 bài tương ứng với lại sách, trong sách thì có 25 bài ở trong sách cuộc đời Chúa cứu thế, và các bạn có thể học lần lượt từng phần một. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục học nghiên cứu đời Chúa cứu thế quấn 1, cuộc đời Chúa cứu thế quấn 2. Trong loạt bài cuộc đời Chúa cứu thế quấn 2 thì cũng có 25 bài, và trong danh sách phát thì chúng ta sẽ có cái danh sách cuộc đời Chúa cứu thế quấn 2 ở tại đây, và các bạn có thể tìm, các bạn có thể xem lại. Thì lần trước tôi đã giới thiệu với anh chị em về chương trình cuộc đời Chúa cứu thế quấn 2 cách tổng quan, và ngày hôm nay thì chúng ta sang bài 1 của phần A, cuộc đời Chúa cứu thế đối chiếu các sách tiến hành tổng quan.
Như chúng ta đã biết trong Kinh Thánh về phúc âm của Chúa thì có bốn sách Matthew, Mark, Luca, Giăng, và bốn sách này thì đều mô tả về Chúa Giêsu, về cái cách nhìn của Chúa Giêsu và cách nhìn của các triết giả trong Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu ở những cái góc độ, cái cạnh khác nhau. Và có ba cái sách là Matthew, Mark, Luca, Giăng là Tin Lành Cộng Quan. Như thế nào gọi là Tin Lành Cộng Quan thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau. Và trước khi học của lời của Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì cớ lời của Ngài cho chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa đến và chúc phước trên chúng con, hết thảy những anh chị em của chúng con ở gần cũng như ở xa nghe lời của Ngài. Xin Ngài ban ơn cho hết thảy anh chị em của chúng con, hầu cho chúng con không những lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, song chúng con thực hành theo ý muốn của Ngài để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lần đầu tiên thì chúng ta xem thế nào là phúc âm cộng quan. Tin lành cộng quan, cộng là lại, và quan là quan sát, cộng quan là cộng lại những cái quan sát và những cái quan sát khác nhau về Chúa Giêsu. Tin lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời. Vậy thì tin lành cộng quan là cộng lại những cái cách quan sát về Chúa Giêsu. Hay một định nghĩa khác, tin lành cộng quan là kể cùng một câu chuyện nhưng với cái nhìn khác nhau. Ở đây chúng ta thấy có bốn cái hình ảnh. Và bây giờ bốn cái hình ảnh này thì chúng ta nhìn một phần từng cái hình. Chúng ta thấy ở đây cái hình này thì chúng ta chỉ thấy cái người chạy, ngoái cổ lại đằng sau và chạy. Cái hình tiếp theo chúng ta thấy có mặt ánh mặt trời, có mặt trời và có con chó đuổi theo cái người này, và người này chạy. Và cái hình thứ ba thì chúng ta thấy có một cái ngôi nhà, một con chó thôi. Và cái hình thứ tư thì chúng ta thấy có một cái người ngoái lại đằng sau chạy, có hình mặt trời, có ngôi nhà. Như vậy nếu nhìn bốn cái hình này ở bốn cái góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ thấy không hiểu, chúng ta không hiểu được bối cảnh của bốn cái hình này. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó có một cái điều gì đó, thì người này là chạy, có con chó dồn người này, và người này ở trong hoàn cảnh là vào buổi chiều tối. Như vậy thì ghép tất cả bốn cái hình này là chúng ta sẽ có một cái hình lớn ở đây. Hình lớn ở đây là gì? Một người bị con chó dồn và có một cái nhà trong cái bối cảnh là một buổi chiều mà mặt trời chuẩn bị khuất núi. Như vậy thì đây là tin, đây là cái cộng quan, nào cộng lại bốn cái hình ảnh thì chúng ta ra được một cái hình ảnh thật này, thật là đầy đủ. Như vậy thì các sách phúc âm chúng ta có thể biết rõ hơn cuộc đời của Chúa Giêsu khi kết hợp bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca, Giăng lại với nhau. Và khi kết hợp bốn sách phúc âm để có thể hiểu toàn bộ câu chuyện về chức vụ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải áp dụng một cái phương pháp mới, đó là phương pháp đối chiếu. Như lần trước thì trong cuốn 1 chúng ta đã học về ba phương pháp để nghiên cứu Kinh Thánh, đó là giải thích, quan sát và áp dụng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái phương pháp nữa là phương pháp đối chiếu. Như vậy, tin lành cộng quan là cùng kể những cái câu chuyện, cùng kể câu chuyện, kể về một câu chuyện nhưng mà với cái nhìn khác nhau.
Trước khi học thì chúng ta quay lại trong cuốn 1 chúng ta đã học được những cái gì? Thứ nhất, theo sách Tin lành Matthew, và chúng ta có cấu trúc của sách Matthew. Matthew thì gồm 28 chương, và chúng ta có cấu trúc của sách Matthew là đoạn 1 thì nói về phần giới thiệu, đoạn 2 thì nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đoạn 3 đến đoạn 14 câu 11 thì nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và đoạn 4 câu 12 đến đoạn 17 từ đoạn 4 câu 12 cho tới đoạn 13 thì chúng ta thấy là năm được mến mộ của Chúa Giêsu. Từ đoạn 14 cho tới đoạn 27 thì ghi chép lại về năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Và giai đoạn 28 trở đi cho tới thời kỳ này thì ghi lại giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy cả sách phúc âm Ma-thi-ơ thì chia ra, chúng ta thấy có thời thơ ấu của Chúa Giêsu, năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, năm được mến mộ của Chúa Giêsu, năm khổ nạn của Chúa Giêsu và giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu, tương ứng với mỗi thời kỳ này thì sẽ có một địa danh. Địa danh đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là thời thơ ấu của Chúa Giêsu liên quan đến Bethlehem, vì đây là nơi Đức Chúa Giêsu được sinh ra. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì ở Nazareth, bởi vì Đức Chúa Giêsu lớn lên và ở đây trong suốt 30 năm. Rồi giai đoạn năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lúc này ở Capernaum, là một trong những thành ở vùng Galilee. Và năm khổ nạn của Chúa Giêsu thì liên quan tới địa danh Jerusalem, bởi vì Chúa Giêsu chết ở tại đây, và giai đoạn sau phục sinh thì là liên quan đến muôn dân muôn nước. Phương pháp học Kinh Thánh chúng ta đã từng học đó là: thứ nhất là quan sát, thứ hai là giải thích, thứ ba là áp dụng. Quan sát là đọc, nhìn và chúng ta xem những cái ý lớn ý nhỏ có trong phần đoạn Kinh Thánh đó. Giải thích là chúng ta nghĩ giải lại những cái sự kiện đã diễn ra, những cái sự kiện đã xảy ra ở trong phần đoạn Kinh Thánh đó, và áp dụng là đưa ra cái bài học cho áp dụng cho cuộc đời của chúng ta, hay là cho cái bối cảnh của chúng ta. Và phương pháp đối chiếu Kinh Thánh thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Và phương pháp đối chiếu này dùng để nghiên cứu một chủ đề, một câu chuyện hay là một giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, hoặc chúng ta cũng có thể nghiên cứu về một sách trong giai đoạn, một sách trong Kinh Thánh. Ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ đề Matthew bằng phương pháp đối chiếu. Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu tác giả, cái chủ đề, cái tên của Matthew thôi, thì chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 9 câu 9 có cho thấy Matthew là môn đệ của Chúa Giêsu. Và cái từ Matthew này thì đó là tiếng Hy Lạp. Nhưng chúng ta xem ở trong Mark đoạn 2 câu 13 câu 14 thì trong tiếng Hebrew tên Matthew chính là Levi. Và Levi là cái người thu thuế, được ghi rõ ở trong Mark đoạn 2 câu 13 câu 14. Kết luận là chúng ta thấy Matthew cũng có tên là Levi, là một môn đồ của Chúa Giêsu và cũng là người thâu thuế. Như vậy phương pháp đối chiếu là chúng ta phải đối chiếu giữa các sách với nhau để xem là các sách nói
về cùng một cái nhân vật đó, hay cùng một chủ đề đó, hay cùng một câu chuyện đó là gì. Chúng ta thí dụ một lần chúng ta thấy có ba cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Cộng Quan, và cả ba cái câu chuyện này đều được ghi chép trong Matthew, Mark, Luca. Đó là câu chuyện đầu tiên về bài giảng của Giăng Baptít. Bài giảng của Giăng Baptít thì Giăng Baptít giảng về sứ điệp của sự ăn năn, và Giăng Baptít là người mà giảng về sứ điệp của sự cứu rỗi ở giữa vùng Bê-rê và vùng Giu-đê. Trên ông là phép bắt tem cho dân chúng ở trên bờ sông Giô-đanh, trên dòng sông Giô-đanh. Và cái câu chuyện thứ hai kể về Chúa Giê-xu chịu phép bắt tem. Câu chuyện thứ ba là Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Như vậy thì ba cái câu chuyện về đều được ghi chép lại ở trong ba sách Phúc Âm Cộng Quan Matthew, Mark, Luca, Giăng. Đó là bài giảng của Giăng Baptít, Chúa Giê-xu chịu phép bắt tem, Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Và chúng ta thấy ở trong bài giảng của Giăng Baptít thì chúng ta sẽ học về nghiên cứu kỹ về loạt bài giảng của Giăng Baptít sẽ có cái điều gì cần phải học, hay Chúa Giêsu chịu phép bắt tem có điều gì cần phải học, Chúa Giêsu chịu cám dỗ có điều gì cần phải học, thì chúng ta sẽ học ở trong cuốn 2. Và ở đây trong bài 1 chúng ta cần nhớ được điều gì? Chúng ta cần phải nhớ được thứ nhất là trả lời được câu hỏi Tin Lành Cộng Quan là gì. Tin Lành Cộng Quan là cùng kể về một câu chuyện nhưng ở những cái góc độ, góc nhìn khác nhau. Thứ hai là chúng ta cần phải ôn tập lại cái nội dung đã học trong cuốn 1. Nội dung học trong cuốn 1 thì chúng ta cần nhớ thứ nhất là bố cục của sách Matthew. Bố cục của sách Matthew nói về điều gì? Thứ hai là chúng ta cần phải nhớ cái địa danh liên hệ trong thời, trong năm giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta thì đấng Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên, già đi và chết, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chỉ sống trên trần gian này 33 năm. Và Ngài có thời thơ ấu, Ngài có năm chuẩn bị, năm lực mến mộ, năm khổ loạn và giai đoạn sau phục sinh. Chúa Giêsu sau khi mà Ngài qua đời, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài được chôn trong mộ, và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Cái phương pháp học Kinh Thánh thì chúng ta đã học được ba cái phương pháp. Thứ nhất là quan sát, thứ hai giải thích, thứ ba là áp dụng. Và chúng ta học thêm một phương pháp, đó là phương pháp đối chiếu. Phương pháp đối chiếu này thì dùng để nghiên cứu một chủ đề, một câu chuyện hay một giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ví dụ chúng ta học về chủ đề của sách Matthew thì chúng ta cần phải đối chiếu giữa các sách với nhau. Sách Matthew, Mark, Luca, Giăng thì nói về cái chủ đề Matthew là gì, thì chúng ta cần phải nghiên cứu và chúng ta kết luận, đưa ra kết luận một cách chính xác. Và ba cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Cộng Quan thì chúng ta cần phải nhớ được: thứ nhất là bài giảng của Giăng Baptít, thứ hai Chúa Giêsu chịu phép bắt tem, thứ ba Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Đây là những cái nội dung trong bài 1 chúng ta cần nhớ. Chúng ta cảm ơn Chúa.
cái slide này, cái đường dẫn slide này tôi sẽ để ở phần mô tả, và các bạn có thể click vào cái phần mô tả và đó, và chúng ta có thể lấy một cách tự do để chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể thực hiện cho bài học của chúng ta tốt hơn. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con cơ hội học lời của Ngài. Xin thần của Ngài cứ giúp đỡ và ban ơn trên đời sống của mỗi chúng con, mỗi ngày được tốt hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mong anh chị em có thể chia sẻ và giúp đỡ cho nhiều người cũng được học Kinh Thánh. Các bạn ơi, chia sẻ bài học này ra để nhiều người cùng học với chúng ta, và danh Chúa được bày tỏ ra khi mà chúng ta biết lời của Chúa và thực hành lời của Chúa. Amen. Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì tôi rất là vui được gặp lại quý anh chị em. Vì cớ chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục loạt bài học Cuộc đời Chúa cứu thế, cuốn 2, bài 2, Phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Loạt bài học này nằm trong chương trình Thần học căn bản. Và chương trình Thần học căn bản thì có 6 cuốn của Cuộc đời Chúa cứu thế. Sau 6 cuốn Cuộc đời Chúa cứu thế thì chúng ta sẽ được học với nhau chương trình trung cấp thần học bao gồm 10 cuốn và các môn học, 10 môn học khác nhau. Và Cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn là loạt bài học trong cái chương trình giáo trình thần học căn bản. Cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn thì mỗi một cuốn có 25 bài, và ở cuốn 1 thì chúng ta đã học 25 bài. Quý vị có thể mở ra chương trình và quý vị có thể mở ra YouTube xem lại, rồi chúng ta có thể học lại từng loạt từng bài ở trong cuốn 1. Trong cuốn 2 thì chúng ta đã học đến bài thứ 2. Bài đầu tiên thì tôi có nói sơ lược giới thiệu về chương trình Cuộc đời Chúa cứu thế của cuốn 2 là năm chuẩn bị. Cuốn 1 là năm được miễn là thời thơ ấu. Cuốn 2 là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Cuốn 3 trong cuộc đời Chúa cứu thế thì sẽ học về năm được miễn mộ. Cuốn 4 thì chúng ta sẽ được học về năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Và 6 tháng đầu tiên của năm khổ nạn. Cuốn 5 sẽ được học về 6 tháng cuối năm của năm khổ nạn, và cuốn 6 thì sẽ học về giai đoạn sau phục sinh. Như vậy, trong bài 1 của cuốn 2 thì chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đã phân biệt được thế nào là phúc âm cộng quan. Phúc âm cộng quan là cùng nhìn về, cùng kể một câu chuyện khác nhau về câu chuyện, nhưng mà trong cái nhìn khác nhau của các tác giả Mark Luca rằng. Và chúng ta đã học thêm được một cái phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh, đó là phương pháp đối chiếu. Và trong bài 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục được học với nhau. Thì chúng ta sẽ học về phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Và trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cùng đến với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Cha của chúng con, chúng con cầu xin Thánh Linh là thần lẽ thật đến dạy dỗ chúng con trong thời giờ này. Chúa ơi, chúng con cần Ngài, và chúng con cầu nguyện xin lời của Ngài đầy dẫy trên chúng con, không những giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu về lời của Chúa, nhưng chúng con thực hành lời của Ngài. Ngài giúp đỡ cộng đồng cơ đốc nhân của người Việt Nam, và đặc biệt là cơ đốc nhân tại Việt Nam biết yêu thương nhau, biết cùng nắm tay nhau để phục vụ về tin lành quyền năng của Chúa Giêsu, bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho cộng đồng. Chúng con biết ơn Chúa.
Chúa ơi, xin giúp đỡ anh chị em của chúng con để chúng con đã được học lời của Ngài, được sâu nghiệm lời của Chúa tốt hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì chúng ta xem lại trong Ma-thi-ơ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11. Trong cuốn 1 thì chúng ta đã thấy, ta đã học về bố cục của phúc âm Ma-thi-ơ. Và chúng ta thấy được rằng bố cục của phúc âm Ma-thi-ơ thì đoạn 1 là giới thiệu, đoạn 2 của phúc âm Ma-thi-ơ là nói về thời thơ ấu, và đoạn 3 từ đến đoạn 4 câu 11 nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Như vậy, câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì thuật lại cho chúng ta biết Chúa Giêsu không còn làm nghề thợ mộc tại làng Nazareth nữa ở trong vùng Galilee, nhưng mà Ngài không làm nghề thợ mộc, Ngài vẫn ở tại Nazareth. Nhưng trong năm chuẩn bị, có nghĩa là năm lúc đó Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi, thì Ngài xuống bờ sông Giô-đanh với Giăng Báp-tít thuộc vùng Giu-đê và Bê-rê. Rất đông dân chúng tụ tập nghe Giăng Báp-tít giảng sứ điệp về nước Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu không được biết đến nhiều trong suốt năm chuẩn bị. Trong Ma-thi-ơ ghi lại, hay chính xác là phúc âm cộng quan Ma-thi-ơ, Mác, Luca thì ghi lại ba câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Chúa Giêsu chịu phép báp têm, sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Cả ba câu chuyện này đều được ghi chép ở trong sách Tin Lành Cộng Quan, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng. Thứ nhất, chúng ta nhận biết về sứ đồ Giăng. Sách Phúc âm Tin Lành Giăng là do sứ đồ Giăng, là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu viết nên. Và sứ đồ Giăng thì chúng ta cần phải nhận biết trong Kinh Thánh có hai người tên là Giăng. Một người là Giăng Báp-tít và người kia là sứ đồ Giăng. Thì Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Về một phương diện nào đó thì Giăng Báp-tít là anh em bà con gần với Chúa Giêsu, vì Giăng Báp-tít là con của Elizabeth. Chúa Giêsu được hoài thai bởi quyền năng của Thánh Linh trong bụng của Mary. Và Mary và Elizabeth là bà con với nhau. Và Chúa Giêsu thì sinh sau Giăng Báp-tít khoảng 6 tháng. Và lúc bấy giờ thì Giăng Báp-tít, ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, nói về sự Chúa Giêsu sẽ đến. Chính Giăng Báp-tít đã làm phép báp têm cho Chúa Giêsu, và câu chuyện về sự dọn đường của Chúa Giêsu được Giăng Báp-tít giảng dạy, sứ điệp ăn năn và làm phép báp têm đã được ghi chép ở trong sách tiên tri Ê-sai cách thời Giăng Báp-tít khoảng 700 năm. Còn sứ đồ Giăng là môn đệ của Đức Chúa Giêsu, và Giăng là em của Gia-cơ, là bạn thân của Phi-e-rơ. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Giăng, trước khi ông làm môn đệ của Chúa Giêsu, thì sứ đồ Giăng là môn đệ của Giăng Báp-tít, và ông là Giăng là em của Gia-cơ, là bạn thân của Phi-e-rơ. Chúng ta có bốn sách phúc âm: Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng, và Giăng là tác giả của sách phúc âm thứ tư, và Giăng là con của Gia-cơ, là em của Gia-cơ, con của CBD. Trên hình có hai người tên là Giăng, một người bên trái, một cái người mặc râu dài, mặc áo lông lạc đà, thắt cái lưng này, thì ông Giăng này gọi là Giăng Báp-tít, và ông Giăng này ông nói rằng người bên trái của tôi trước đây là môn đệ của tôi,
và chúng ta thấy ông răng bên phải đây là cái người mà trẻ hơn cầm cái tờ giấy này, thì đây chính là sứ đồ răng. Chúng ta thấy răng Baptist thứ nhất, răng Baptist là người được coi là dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể lấy thước đo răng Baptist để liên hệ tới 35 chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì răng Baptist dạy và làm phép báp tem tại sông Giô-đanh. Năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì răng Baptist bị ở tù và lâm khổ nạn của Đức Chúa Giêsu, và đầu năm đó thì răng bị chặt đầu. Và ở đây chúng ta thấy thước đo của răng Baptist, và ở bên dưới này thì 35 chức vụ của Chúa Giêsu. Ở đây ta thấy 5 giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Thứ nhất, giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêsu. Và giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêsu thì gắn với địa danh là ở Bethlehem, bởi vì Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem. Giai đoạn năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu là khi mà Chúa Giêsu đã sống khoảng 30 năm ở Nazareth. Và năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì lúc đó Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi. Ngài vẫn ở Nazareth, Ngài không làm nghề thợ mộc nữa, nhưng mà ở đây thì Ngài đi xuống phía nam ở Jerusalem, gần Jerusalem, ở trong xứ Jude, đối và bên kia là xứ Bere, bên sông Giô-đanh, để phụ giúp chức vụ của răng Baptist và được mang răng Baptist làm phép báp tem. Năm được mến mộ là Chúa Giêsu đã chuyển từ Nazareth tới thành Capernaum, và tại Capernaum thì Chúa Giêsu đi giảng quanh xứ Galilee. Và năm khổ nạn, năm bị khổ nạn của Chúa Giêsu thì liên hệ với địa danh ở Jerusalem và giai đoạn sau phục sinh. Như vậy thấy răng Baptist, thứ nhất răng Baptist thì năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì răng Baptist giảng dạy, dạy về sứ điệp ăn năn, giúp cho người ta nhận biết về sứ điệp ăn năn. Và năm này thì Chúa Giêsu làm việc cách âm thầm trong năm trong cái năm này thì ít người biết về Chúa Giêsu. Nhưng mà năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì lúc này răng Baptist đã bị tù. Lý do răng bị ở tù là bởi vì răng Baptist can ngăn vua Herod chưa hầu không lấy em, lấy vợ của em trai mình là vua Philip. Và vì cớ đó cho nên răng bị vua Herod chư hầu bắt bỏ tù. Và răng trong năm khổ nạn của Chúa Giêsu thì răng chết, răng Baptist chết. Và là lý do Herodia sai con gái của mình nhảy múa trước mặt Herod chư hầu. Herod chư hầu và Philip cùng Achenau là ba anh em cùng với cùng một cha là Herod đại đế. Trong thời của Chúa Giêsu mới được sinh ra thì Herod đại đế cai trị toàn xứ Palestine. Nhưng sau khi mà Herod đại đế băng hà chết đi thì để lại năm cái địa danh cho ba đứa con trai. Và ông Herod chư hầu thì lấy em vợ, em có nghĩa là lấy vợ của em trai mình là Philip. Và ông răng Baptist ông can ngăn, cho nên ông Herod đệ đế này, ông Herod chư hầu đã bỏ tù ông răng. Từ sau đó thì bà Herodia lập mưu để chặt đầu ông răng, nhân một cái dịp mà Herod chư hầu ông đãi tiệc
Ông đã tiệc sinh nhật thì con gái của Herodia nhảy đẹp và ông Herod chư hầu này nói rằng nếu người nữ này muốn nửa vương quốc ta cũng chia cho. Và người nữ này quay trở về nói với mẹ là Herodia rằng tôi muốn xin gì, thì bà Herodia nói rằng tôi xin, hãy xin cái đầu của thằng Baptist. Khi đó thì ông Herod chư hầu ông đã nỡ lời rồi, cho nên ông sai lính vào trong ngục giết giết thằng Baptist và chặt đầu thằng Baptist để trên mâm và mang đến cho con gái của Herodia. Như vậy thì đầu năm mà Chúa Giêsu của nạn thì ông thằng Baptist chịu chết. Và sau đó là giai đoạn sau phục sinh. Như vậy thì chúng ta có thể lấy cái thước đo của thằng Baptist liên quan đến 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở đây trong trong phúc âm Matthew, Mark, Luca thì có nói về cái sự dẹp đền thờ của Chúa Giêsu, và trong phúc tin lành răng thì chúng ta thấy thêm một lần nữa. Như vậy trong chức vụ của Chúa Giêsu thì có 2 lần ngài dẹp đền thờ, và Đức Chúa Giêsu có 2 lần dọn dẹp đền thờ, một lần khi ngài mới bắt đầu chức vụ và lần kia là vào lúc kết thúc chức vụ. Các sách tin lành cộng quan chỉ nói đến lần thứ hai xảy ra vào tuần lễ cuối của năm Cổ Lạc. Sách Phúc Âm răng nói về việc dọn dẹp đền thờ lần thứ nhất ở trong năm Tân Binh. Như vậy bằng cái phương pháp đối chiếu thì chúng ta thấy được sách tin lành răng bổ trợ cho 3 sách tin lành cộng quan Matthew, Mark, Luca, và nói cho biết rằng Chúa Giêsu đã một lần dọn dẹp đền thờ vào năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Tin lành răng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 ghi chép về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu và 6 câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu theo sách tin lành răng. Là thứ nhất, chúng ta thấy răng đoạn 1 câu 35 thì ghi chép về câu chuyện các môn đồ đầu tiên, và câu chuyện này nó nằm trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Như vậy đối với bố cục của sách Phúc Âm Matthew từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11 nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, thì bố cục của tin lành răng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 cũng nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu được ghi chép ở 3 sách Phúc Âm cộng quan Matthew, Mark, Luca, răng thì có 3 câu chuyện được ghi chép lại. Thứ nhất là răng Baptist dạy dỗ và làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Thứ hai là Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Thì trong sách tin lành răng chúng ta tiếp tục thấy được 6 câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Thứ nhất là răng nói câu chuyện các môn đồ đầu tiên, ghi chép lại những môn đồ này gặp gỡ Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, đó là trong răng đoạn 1 câu 35. Câu chuyện thứ hai, răng đoạn 2 câu 1 nói về đám cưới tại Cana. Trong cái đám cưới này thì ta thấy Chúa Giêsu đã hóa nước biến thành rượu trong cái lúc mà đám cưới tại Cana người ta hết rượu. Nhưng lý do ngài hóa nước biến thành rượu để cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho các môn đệ đi theo Chúa tin ngài là Đức Chúa Trời. Và câu chuyện thứ ba được ghi chép ở trong răng đoạn 2 câu 13, Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ. Và lần dọn dẹp đền thờ này là lần dọn dẹp đền thờ trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, là trong lần thứ nhất. Trong răng đoạn 3 câu 9 thì nói về một câu chuyện thứ tư,
Đó là câu chuyện kể về Nicodem. Nicodem là một giáo sư của người Do Thái, đang đêm thì đến gặp Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu về những điều Nicodem không hiểu được. Và Chúa Giêsu bắt đầu nhân cơ hội đó giảng về sự tái sinh cho Nicodem, về nước trời cho Nicodem. Và Nicodem thì trong cuối cùng, khi mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, thì Nicodem là người mà đã chôn, một trong những người đã chôn xác Chúa Giêsu. Câu chuyện thứ năm ở trong Phúc Âm Đăng được ghi chép trong năm chuẩn bị, đó là răng đoạn 4 câu 7 kể về câu chuyện người đàn bà Samari. Chúa Giêsu đã gặp người đàn bà Samari ở bên giếng Gia-cốp, và ngài và cái người đàn bà này là người đàn bà ô uế và đi múc nước giữa trưa. Chúa Giêsu đã gặp và truyền giáo cho người đàn bà này, làm chứng cho người đàn bà này về nước Đức Chúa Trời, và qua người đàn bà này thì tin lành được mang đến cho người Samari. Và câu chuyện cuối cùng là răng đoạn 1 câu 4, đoạn răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện về con trai của quan thị vệ. Đây là câu chuyện khi mà cái đứa con của quan thị vệ chết mất và gặp Chúa Giêsu thì được chữa lành. Như vậy, đây là sáu cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là câu chuyện về các môn đồ đầu tiên được ghi chép trong răng đoạn 1 câu 35. Câu chuyện thứ hai là đám cưới tại Cana trong răng đoạn 2 câu 1. Câu chuyện thứ ba là dọn dẹp đền thờ, răng đoạn 2 câu 13. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện kể về Nicodem trong răng đoạn 3 câu 9. Câu chuyện thứ năm là câu chuyện về người đàn bà Samari trong răng đoạn 4 câu 7. Và câu chuyện thứ sáu là răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện về người con trai của quan thị vệ. Như vậy, trong sách Tin Lành Cộng Quan thì có 3 câu chuyện được chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Thứ nhất là sự giảng dạy của Giăng Baptít. Thứ hai là Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Như vậy, trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu có tất cả 9 câu chuyện được ghi chép lại. Chúng ta đã dùng phương pháp đối chiếu để học biết và tìm ra 9 câu chuyện này trong cả 4 sách Phúc Âm, đó là Matthew, Mark, Luca, Giăng. Và sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 32 kể về câu chuyện Chúa Giêsu chỉ phép bắt tem. Do đó, tất cả 6 câu chuyện trong sách Phúc Âm Giăng ghi chép về Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị đều xảy ra sau khi ngài chỉ phép bắt tem, trong giai đoạn răng 1 câu 32. Có nghĩa là sách Phúc Âm răng từ đoạn 1 cho tới đoạn 4 thì nói về những cái sự kiện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và sách Tin Lành răng đoạn 1 câu 32 thì nói về câu chuyện Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Có nghĩa trước đoạn 1 câu 32 thì kể về những cái sự kiện xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem, và từ răng đoạn 1 câu 32 đổ đi thì nói về sự kiện sau khi mà Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Như vậy, cả 6 cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong sách Tin Lành răng thì đều xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Và tổng chúng ta có 9 câu chuyện. Như vậy, 3 câu chuyện về Chúa Giêsu trong năm chuẩn bị được ghi chép trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem, và theo sách Ma-thi-ơ viết về năm chuẩn bị từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11, thì răng viết về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu từ đoạn 1 đến đoạn 4. Tổng chúng ta có 9 câu chuyện. 9 câu chuyện về Chúa Giêsu được ghi chép lại ở trong năm chuẩn bị. Nhưng có 3 câu chuyện được diễn ra
trước khi Chúa Giêsu chịu phép bát tem, phải 6 câu chuyện diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép bát tem. Như vậy, theo các sách Tin Lành Cộng Quan cho thấy Chúa Giêsu gặp các môn đệ vào giai đoạn năm được mến mộ của Ngài tại bờ biển Galilee. Các môn đệ đang đánh cá, nhưng Phúc Âm Răng đã cho thấy Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ ở trong năm chuẩn bị tại Giu-đê, vùng Giu-đê và Bê-rê bên bờ sông Giô-đanh. Một số môn đệ của Ngài trước đây là môn đệ của Giăng Báp-tít, đó là Ma-thi-ơ, anh Rê, Răng. Bằng phương pháp đối chiếu, chúng ta đã thấy khi Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ của Ngài trong năm chuẩn bị, họ đã được hai giáo sư lớn để chuẩn bị chức vụ, đó là Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu. Như vậy thì ta thấy một điều, các sách Tin Lành Cộng Quan chỉ ghi chép về sự gặp gỡ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ vào giai đoạn năm được mến mộ, nhưng Tin Lành Răng thì đã ghi chép lại sự kiện Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ của Ngài trong năm chuẩn bị. Có nghĩa là lúc đó, trong cái thời điểm thì Chúa Giêsu xuống sông Giô-đanh, khi mà Giăng Báp-tít đang làm phép báp-têm, lúc bấy giờ các môn đệ của Giăng Báp-tít đã có rồi, và sau này số các môn đệ này đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta có câu hỏi thảo luận ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 14, và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đầu tiên để chuẩn bị hầu việc Chúa, thì cái việc chuẩn bị để hầu việc Đức Chúa Trời có quan trọng không, và tại sao chúng ta cần được chuẩn bị. Giống như là Chúa Giêsu đã chuẩn bị trong năm chuẩn bị của Ngài, thì Ngài đi xuống xứ cái miền Nam, Ngài từ Galilee, Ngài đi xuống miền Nam và Ngài ở đó, Ngài chịu phép báp têm ở đó, Ngài âm thầm để tìm kiếm những môn đệ của Ngài, nhưng sau đó Ngài vẫn trở về Galilee. Chúa Giêsu còn chuẩn bị cho chức vụ, thì mỗi người có nên chuẩn bị cho chức vụ hầu việc Chúa hay không? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị mình tốt hơn? Chúng ta cần phải học Kinh Thánh, cầu nguyện, hay là sống đạo như thế nào để chuẩn bị đời sống mình tốt hơn? Và thứ ba, chúng ta học được gì qua gương mẫu của các môn đệ trong việc chuẩn bị chính mình cho công tác phục vụ Chúa? Tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu đều được Giăng Báp-tít chuẩn bị, các sứ đồ của Chúa Giêsu được Giăng Báp-tít chuẩn bị, và sau đó họ đi theo Chúa Giêsu và họ được huấn luyện. Còn chúng ta, anh chị em có được chuẩn bị không? Thì đây là điều chúng ta cần phải giải trình. Tóm lại, trong bài này chúng ta học được những gì? Thứ nhất, Phúc Âm Răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian, thì chúng ta cần phải nhớ một điều. Câu chuyện được ghi chép ở trong sách Tin Lành Cộng Quan, và cụ thể là Ma-thi-ơ, thì từ Ma-thi-ơ từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11 kể về câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và trong năm này thì có 3 sự kiện. Thứ nhất, Chúa Giêsu vẫn ở Nazareth, nhưng mà Ngài không làm thợ mộc nữa, mà Ngài đi xuống vùng Giô-đanh. Tại đó Giăng Báp-tít làm phép báp-têm ở dòng sông, trên dòng sông Giô-đanh đối ngang Giu-đê và Bê-rê. Ở đó dân chúng tụ tập theo Giăng rất là đông, và ở trong sách Tin Lành Cộng Quan thì ghi chép lại 3 câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, và 3 câu chuyện này được diễn ra trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp-têm. Đó là Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Chúa Giêsu chịu phép báp-têm và sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Thứ hai, chúng ta thấy 6 cái câu chuyện trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu được Răng ghi lại. Và
Trong sách Tin Lành Răng thì năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, thời gian trong năm chuẩn bị được ghi chép từ đoạn 1 tới đoạn 4. Và sáu câu chuyện này diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Đó là các môn đệ đầu tiên của Ngài trong răng đoạn 1 câu 35. Răng đoạn 2 câu 1 là nói về đám cưới tại Cana. Răng đoạn 2 câu 13 là dọn dẹp đền thờ. Răng đoạn 3 câu 9 là câu chuyện về Nicodem. Răng đoạn 4 câu 7 câu chuyện về người đàn bà Samaria. Răng đoạn 4 câu 46 nói về câu chuyện cùng về con trai quan thị vệ. Và 6 câu chuyện này được ghi chép ở trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu và sự kiện diễn ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Thứ ba, chúng ta nhớ sự kiện trong sách Phúc Âm thì có hai lần Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ. Một lần đầu tiên vào năm đầu của chức vụ và lần kia là kết thúc chức vụ của Ngài. Và sách Tin Lành Cầu Quan chỉ nói đến lần thứ hai Ngài dọn dẹp đền thờ đã xảy ra vào tuần lễ cuối của năm Cổ Lạc. Còn sách Phúc Âm Răng thì nói về việc dọn dẹp đền thờ lần thứ nhất trong năm chuẩn bị. Thứ tư chúng ta phải nhận biết răng Báp Tít và sứ đồ răng. Sứ đồ răng á là môn đệ của Chúa Giêsu, và trước đó ông cũng là môn đệ của răng Báp Tít. Và ông răng Báp Tít thì ông giảng dạy về sự cứu rỗi và làm phép báp tem bằng nước khiến cho dân chúng được ăn năn quay trở về Chúa. Và răng Báp Tít có thước đo cho 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu. Thứ nhất, trong năm đầu năm chuẩn bị thì của Chúa Giêsu thì răng Báp Tít giảng dạy. Năm thứ hai, năm được miến mộ của Chúa Giêsu thì răng Báp Tít bị tù, và năm khổ nạn của Chúa Giêsu là năm thứ ba thì răng bị chặt đầu. Đây là 4 điều chúng ta cần nhớ, và có 3 cái câu thảo luận. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị trong chức vụ hầu. Và tại sao cần phải chuẩn bị trong chức vụ hầu của Chúa? Thứ hai, chúng ta phải làm cái gì để chuẩn bị mình tốt hơn? Và thứ ba là cái gương mẫu của các môn đệ trong việc chuẩn bị chính mình cho công tác phục vụ Chúa là cái gì? Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài cho chúng con cái cơ hội để học lời của Chúa. Xin Ngài chúc phước trên chúng con, sử dụng chúng con là công cụ đắc lực cho cánh tay quyền năng của Ngài, và bày tỏ ân điển cùng vinh hiển của Ngài ra cho cộng đồng nơi chúng con sống. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa ơi, xin chúc phước trên chúng con trong mọi sự, trong mọi công việc của chúng con làm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì có cơ hội để học lời Chúa cùng với anh chị em. Nguyện thân của Ngài cứ chúc phước trên anh chị em, và anh chị em hãy ấn chia sẻ kênh này để mọi người cùng được học lời của Chúa. Chúng ta nhớ đăng ký, và chúng ta nhớ là cho cái ý kiến chúng ta like hoặc là dislike để chúng ta bình luận, để tôi có thể thấy được cái việc dạy của mình và cố gắng để dạy tốt hơn, và sẽ có những cái phương pháp dạy tốt hơn để chúng ta cùng hiểu hơn về lời của Đức Chúa Trời. Và anh chị em để ý trong cái phần mô tả, ở dưới cái phần mô tả thì tôi có để cái slide bài học này, và các bạn và anh chị em có thể lấy cái slide này để học và để chia sẻ lại cho những anh chị em khác. Xin cảm ơn nguyện thần của Ngài ban phước trên anh chị em, và xin anh chị em nhớ tới tôi trong sự cầu nguyện y như lời của sứ đồ Phaolô là viết cho các thánh đồ rằng hãy vì chúng tôi mà cầu nguyện, để khi chúng tôi mở miệng ra được tự do mọi bề để nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời và chia sẻ lời của Chúa tốt hơn phục vụ anh chị em. Nguyện Chúa ban phước trên anh chị em. Xin mến chào.
và tạm biệt. Mình chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa về chương trình và tình yêu của Ngài cho chúng ta có cơ hội học về chính cuộc đời của Ngài qua loạt bài học thần học căn bản cuộc đời Chúa Cứu Thế Sáu Quấn. Và chúng ta đã đi sang tới quyển 2, bài 2, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học quyển 2 bài 3. Chúng ta học về Đăng Báp Tít và sự giảng dạy về sự ăn năn của Giăng Báp Tít. Thì trước khi tiếp tục bắt đầu loạt bài học, chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Đại Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con biết ơn Ngài vì cớ Ngài là đấng ban cho chúng con lời của Ngài cũng như hình mẫu của Chúa Giêsu để chúng con sống và bước đi với Chúa mỗi ngày. Xin chính mình Ngài hiện diện cùng với chúng con, ban phước cho chúng con, cho anh chị em của chúng con ở gần cũng như ở xa. Và chúng con biết ơn Chúa, xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con, ban thần trí của sự khôn ngoan thông sáng của Ngài cho chúng con. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì cảm ơn Chúa, thì quyển 2 chúng ta đã học qua bài giới thiệu về cuốn 2, giới thiệu về bài 1, bài 2 và ngày hôm nay chúng ta học về bài 3. Và như hôm trước thì chúng ta thấy về Giăng Báp Tít, chúng ta cần phải phân biệt được Giăng Báp Tít là ai, sứ đồ Giăng là ai. Và trong cái sự giảng dạy của Giăng Báp Tít thì trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì có 9 cái câu chuyện được ghi lại. Và 9 câu chuyện đó thì có 3 cái câu chuyện ở trong Phúc âm Cộng Quan Matthew, Mark, Luca ghi lại từ khi Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm, và 6 câu chuyện còn lại của răng của sách Tin Lành Răng thì được ghi lại sau khi Chúa Giêsu làm phép báp têm. Và Giăng Báp Tít thì chúng ta thấy được rằng Giăng Báp Tít đã làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh ở giữa vùng Giu-đê và vùng Bê-rê. Và Giăng Báp Tít đã được tiên tri Ê-sai nói trước 700 năm trước về chức vụ của Giăng Báp Tít. Theo tiên tri Ê-sai thì đã tiên đoán rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa. Và sau 700 năm sau thì Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 có ghi chép lại rằng lúc ấy Giăng Báp Tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê. Có nghĩa rằng Giăng Báp Tít ra đời và giảng ở trong đồng vắng. Tiên tri Ê-sai cũng nói về đồng vắng, và đây là lời tiên tri trước về Giăng Báp Tít 700 năm. Giăng Báp Tít là sứ giả của vua giao truyền trong đồng vắng, là người đi trước Chúa Giêsu, vua của một vua, để dọn đường cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta thấy nội dung giảng của Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít giảng về nội dung đầu tiên, đó là giao giảng về nước Đức Chúa Trời và thiên đàng đã gần. Trong Mác thì nói rằng nước thiên đàng đã tiến gần. Cái điều thứ hai, sự giảng dạy của Giăng Báp Tít nhấn mạnh về sự ăn năn. Một người muốn vào nước của Đức Chúa Trời thì phải ăn năn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2, lời Chúa có chép rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã tới gần, đã đến gần. Đây là lời giảng của Giăng Báp Tít.
Và sau này Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng của răng thì cũng nói rằng nước thiên đàng đã tới gần, các ngươi phải ăn năn. Và trong một lần kia Chúa Giêsu gặp gỡ Nicodem là giáo sư của người Israel, Chúa Giêsu cũng nói với Nicodem rằng ngươi phải ăn năn, ngươi phải tái sinh, nếu chẳng tái sinh, chẳng ăn năn thì chẳng được vào nước Đức Chúa Trời. Và câu chuyện này được chép trong răng đoạn 3. Như vậy sứ điệp rất quan trọng răng rao giảng, thứ nhất là rao giảng về nước Đức Chúa Trời, răng loan báo thiên đàng đã đến gần, đã đến rất gần. Ngày xưa và ngày hôm nay thì Chúa đã đến càng gần hơn, bởi vì chúng ta đang sống cách thời của Chúa Giêsu 2025, cách thời của Giăng Baptist 2025. Và cái thời điểm mà Giăng Baptist rao giảng hơn 2000 năm trước nói rằng nước thiên đàng đã đến gần, thì ngày hôm nay nước thiên đàng đã đến rất gần, rất gần. Và Giăng Baptist rao giảng về sự ăn năn, và một người muốn ăn năn, muốn được vào thiên đàng thì phải ăn năn. Và ăn năn là thái độ đối với tội lỗi, phải quay trở lại, phải hối hận, phải trở lại và quay lại 180 độ. Ăn năn là gì? Ăn năn nghĩa là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Vậy nếu như mà phạm tội mà chỉ có buồn về tội lỗi thì điều đó không được coi là ăn năn. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh các sứ đồ của Chúa Giêsu đã phạm tội. Như Phi-e-rơ đã từng phạm tội chối Chúa ba lần. Nhưng tại sao Phi-e-rơ vẫn được sử dụng và sau này trở nên một người là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời và làm thay đổi cái ngày trong ngày lễ ngũ tuần? Trong ngày lễ ngũ tuần thì Phi-e-rơ giảng một bài 3.000 người tin Chúa. Phi-e-rơ đã từng phạm lỗi. Và vì cớ Phi-e-rơ ăn năn, nghĩa là thay đổi thái độ của mình đối với tội lỗi, cho nên được Đức Chúa Trời sử dụng. Cũng một người khác đó là Judas Iscariot cũng đã từng chối Chúa, từng bán Chúa Giêsu. Và Judas Iscariot thì đã từng buồn về tội lỗi của mình. Khi mà thấy Chúa Giêsu bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Judas Iscariot lấy 30 đồng bạc của mình đã nhận từ tay những thầy thông giáo và thầy tế lễ thời đó, rồi mang trả lại và nói rằng tôi đã đổ huyết vô tội, và sau đó đi tự tử. Thì hai thái độ này, một là ăn năn, là thay đổi thái độ đối với tội lỗi, hai là buồn bực về tội lỗi của mình. Thì buồn bực về tội lỗi là cái trường hợp của Judas Iscariot, điều đó không thể gọi là ăn năn được. Và đối với tất cả mọi người đều phạm tội, đối với tất cả các môn đệ của Chúa đều phạm lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, quan trọng hơn là phải ăn năn. Vậy trong Kinh Thánh có nói rằng, vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục của nó. Đây là điều nói về vấn đề tội lỗi, là anh em phải chết về tội lỗi của mình và sống cho Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta có 5 bức tranh nói về thái độ đối với tội lỗi. Đầu tiên thì cái tình trạng nguyên thủy của loài người khi mà đức trái của Đức Thánh Linh đến, và chính Thánh Linh của Ngài đến cao trách một người nào đó muốn quay trở về, muốn Đức Chúa Trời muốn ban phước cho loài người, cho một người nào đó, thì thái độ người đó là đời tôi làm chủ, xin cảm ơn. Một thái độ không cần Đức Chúa Trời, một thái độ tội lỗi. Và ở đây thứ hai chúng ta thấy hình B,
Thì có một cái hình ảnh và có cái biển là cáo trách dừng lại, đường đi này dẫn đến sự chết, hãy ăn năn. Đây là Chúa đã cáo trách về tội lỗi. Đây là điểm báo, và trong con người thì Đức Chúa Trời đặt cho con người một công cụ, đó là lương tâm. Và lương tâm con người được Chúa dùng để cáo trách về tội lỗi. Nếu làm một điều gì đó sai phạm, Chúa sẽ cáo trách về tội lỗi. Và cái tựa này cũng có thể nói rằng chúng ta thêm một cái tựa vào đây. Dạ. Và cái thứ ba, thứ cái B, chúng ta thấy là đó là Đức Chúa Trời chân thật, tôi phải biết mình, tôi biết mình có tội. Đây là một thái độ biết nhận biết tội lỗi của mình, và một cái thái độ biết lắng nghe tội lỗi của mình. Ở câu A, nhà B là thái độ biết tội lỗi. Và thái độ thứ một cái hình C, lạy cha con rất buồn và đã phạm tội, sống xa cách ngài, xin tha thứ cho con. Đây là thái độ từ bỏ tội lỗi, quyết định sống một cuộc đời mới, đau xót về tội lỗi của mình. Đây là thái độ ăn năn thật. Và hình D là trái của Đức Thánh Linh, người là quay trở về với Đức Thánh Linh thì quyết định từ bỏ tội lỗi, sống cuộc đời mới. Đây là bốn cái tựa đề cho chúng ta thấy rằng cần phải sống một cuộc đời, và chúng ta mới hiểu được về vấn đề tội lỗi. Cho nên sứ điệp của Giăng Báp-tít giảng thứ nhất là về nước thiên đàng, thứ hai là về sự ăn năn từ bỏ tội lỗi. Ăn năn từ bỏ tội lỗi rất là quan trọng. Trong Roma đoạn 6 câu 12 đến 11 đến 12 thì vấn đề tội lỗi đang cai trị trên cuộc đời của người không ăn năn. Nhưng mà nếu như mà theo Chúa thì đức tin đến nỗi trong Đấng Christ thì nhân đức tin mà ngự ở trong lòng anh em. Có nghĩa rằng một người phạm tội thì không thể nào không có khả năng ăn năn, vì tội lỗi đang cai trị trên người người không ăn năn. Nhưng nếu như mà người nào mà ăn năn thì Đấng Christ đến, Chúa đến, sự tái sinh của Chúa đến trên đời sống của người đó, và người đó thay đổi cuộc đời. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 17, lời Chúa chép: trong tấm lòng của người ăn năn tội lỗi không còn cai trị, không còn bị tội lỗi cai trị nữa, nhưng thay vào đó là vị vua mới của Đấng Christ để bước vào. Đó là vị vua mới là Đấng Christ để bước vào nước trời. Ăn năn là việc làm vô cùng cần thiết. Vậy ăn năn là gì? Ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Ăn năn là kể cả lời nói, việc làm và đời sống của mình phải được thay đổi. Xem hình vẽ trên thì chúng ta thấy biết về tình trạng tội lỗi và những bước cần thiết sự ăn năn. Đầu tiên đó là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Nó là một từng trải kinh nghiệm từ bên trong. Ăn năn là điều xảy ra trong tư tưởng, trong trí, trong lòng của một người không thể thay được. Ăn năn là quyết định. Anh ăn năn là ý chí quyết định thay đổi thái độ của mình đối với tội lỗi. Nhưng mà ăn năn thì người khác không thấy được, bởi vì nó ở trong lòng, trong trí, trong tư tưởng thì không thể thấy được. Nhưng trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 6 thì cho thấy một dấu hiệu nữa của sự ăn năn được biểu lộ qua bên ngoài, đó là khi họ đã xưng tội lỗi mình rồi thì người thì chịu người là phép bắt em dưới sông Giô-đăng. Như vậy thứ nhất chúng ta hiểu thấy được rằng ăn năn là gì. Ăn năn là thái độ, thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Nhưng mà ăn năn nó là thái độ ở bên trong lòng, còn ở bên ngoài răng đòi hỏi phải có một dấu hiệu ở bên ngoài, bởi vì đã răng đòi hỏi một dấu hiệu bên ngoài là người khác có thể thấy được, đó là bằng chứng của sự ăn năn, đó là phép báp tem và sự xưng tội. Cho nên
chức vụ của răng đã có những người xưng tội đến và Chúa nói rằng và răng nói rằng là với loài rắn độc kia, đó là những người Pharisee và Sadducee, họ đã bước tới cũng muốn răng là phép bắt tem, nhưng mà họ không ăn năn, họ không có thay đổi thái độ đối với tội lỗi, và răng cáo trách họ cái búa đã kề cần dễ cây, cây nào mà không có sinh trái tốt thì Chúa sẽ chặt và hạ xuống. Ngày nay điều đó vẫn còn, cho nên cậy ơn Chúa thì chúng ta cần phải ăn năn. Và chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta học về chức vụ của răng bắp tít. Chức vụ của răng bắp tít đã được nói đến 700 năm trước khi Chúa Giáng sinh và trước khi bắt đầu chúng ta xem Matthew đoạn 3 câu 1 tới câu 6 chép như lúc ấy răng bắp tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về răng bắp tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo ngài, và răng mặc áo bằng lông đặc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người, và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép bắp tem dưới sông Giô-đanh. Chúng ta thấy rằng ăn năn, răng bắp tít nói đi nói lại rất là nhiều lần. Và chúng ta thấy chức vụ của răng không phải tự nhiên mà có, chức vụ của răng không phải tình cờ mà có, nhưng chức vụ của răng bắp tít đã được báo trước Chúa Giê-xu 700 năm. Và răng là người mặc áo lông đặc đà, tất dây lưng ăn châu chấu và mật ong rừng, và ông không uống rượu, thì đây được gọi là người Nasire. Người Nasire trong Kinh Thánh Cựu Ước nói ông không cắt tóc, không ăn, không uống tất cả những cái điều gì ô uế. Và ở đối với lại trong Nasire thì chúng ta thấy rằng có Samson trong Cựu Ước, các quan sát cũng là một người Nasire. Và răng bắp tít cũng là người Nasire. Nasire, có người Nasire chọn đời và có người Nasire một thời gian. Nasire là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và sự nói trước về chức vụ của răng bắp tít thì chúng ta thấy rằng các sách tiến hành cộng quan đều bắt đầu từ năm chuẩn bị với sự giảng dạy của răng bắp tít. Và răng bắp tít đã đến và ông giao giảng những điều. Đầu tiên chúng ta thấy rằng răng bắp tít giao giảng về nước thiên đàng, về nước trời đã đến gần. Thứ hai, răng bắp tít giao giảng về sự ăn năn. Một người muốn vào nước Đức Chúa Trời thì phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến. Và ăn năn nghĩa là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Vậy không ăn năn là thái độ của mình nhơn nhơn trước mặt Đức Chúa Trời mặc dù mình phạm tội. Cho nên ăn năn nó không phải chỉ là thái độ đối với tội lỗi ở bên trong, ở bên tư tưởng, ở trong lòng, nhưng ăn năn nó cần phải có việc làm. Và Kinh Thánh nói rằng nếu một người bị tội lỗi, người không ăn năn là người đó đang bị tội lỗi, cai trị. Cho nên trong ngoài cái tấm lòng, tư tưởng, trong trí thì đấy là cái việc ăn năn thái độ đối với tội lỗi. Ăn ở trong lòng không ai thấy được thì răng đỏ một dấu hiệu bên ngoài để người khác có thể thấy được, đó là phép bắp tem và xưng tội. Vậy thì phép bắp tem là gì, xưng tội là gì?
Xưng tội lỗi mình có nghĩa là xưng ra những sai lầm trong cuộc đời của mình. Tất cả những người khi được răng bắp tít làm phép bắp tem đều xưng tội lỗi mình và họ thay đổi thái độ đối với tội lỗi mình. Xưng tội là thay đổi thái độ đối với tội lỗi, cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi người hiểu được tội lỗi của mình và xin Chúa thay đổi điều này. Trong công vụ đoạn 2 câu 16 thì có chép như vậy: bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy trở dậy cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép bắt đem và làm sạch tội lỗi mình đi. Đây là điều mà Phaolô, trong cái bối cảnh ông đi đến và ông bắt tất cả những cái đầy tớ của Chúa, những người theo Chúa, thì ông bị bắt phục, ông bị mù vắng người đây. Và Chúa sai một người anh em khác đến và nói với ông Phaolô khi đó đang đi trên đường đến Đa Mách: hãy trở dậy cầu khẩn danh Chúa và chịu phép bắt em và làm sạch tội lỗi mình. Lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng có một điều là cầu khẩn danh Chúa và chịu phép bắp tem và làm sạch tội lỗi mình, xưng tội điều này. Ông Phaolô phải xưng tội lỗi của mình ra. Răng bắp tít đòi hỏi cái sự xưng tội, nghĩa là xưng ra những cái sai lầm trong tội, trong đời mình, trong tội lỗi của mình, cho thấy răng bắp tít, cho thấy rồi khi mà xưng tội xong á thì được làm phép bắt tem dưới sông Giô-đanh. Như vậy thì cái việc xưng tội phải đến trước cái việc làm phép bắt tem. Cái việc làm phép bắt tem là việc làm đến sau, nhưng nó cũng là cái việc làm cho thấy đó là cái dấu hiệu ở bên ngoài. Phép bắt tem là dấu hiệu bên ngoài của sự thay đổi thái độ bên trong. Khi một người ăn năn, người đó xưng tội lỗi mình và Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội lỗi ra khỏi tấm lòng của người đó. Trong một người ăn năn là một người từ bỏ thái độ của mình đối với tội lỗi và xưng tội, thì là xưng ra những cái sai lầm trong cuộc đời của mình. Và sau khi xưng tội rồi thì báp tem là dấu hiệu, báp tem là dấu hiệu để người ta nhận biết được. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7 có nói rằng: bởi răng thấy nhiều người Pharisee và Sa-đu-xê đến chịu phép bắt tem mình, thì bảo họ rằng: với dòng dõi giám mục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận, cơn giận ngày sau? Hai nhóm người đến để răng làm phép bắt tem là Pharisee và Sa-đu-xê, là hai người hay hai cái đảng phái lãnh đạo trong dân chúng, thuộc về đảng tôn giáo trong dân chúng ở xứ Palestine thời của Chúa Giêsu. Và họ cũng đến, họ cũng là người Do Thái, họ cũng đến và họ muốn được xưng tội, họ muốn được gì? Họ muốn được chịu phép báp têm. Nhưng mà họ không xưng tội, họ không ăn năn thì răng nói rằng phải ăn năn. Nếu không ăn năn, nếu không xưng tội lỗi mình thì cái phép bắt tem ở bên ngoài không có giá trị hết. Như vậy phép bắt tem cần phải có, nhưng sự ăn năn và sự xưng tội lỗi mình thì cần phải có trước. Dấu hiệu, hai dấu hiệu của sự ăn năn, ông răng bắt tít ông đòi hỏi đầu tiên nó là phép bắt tem. Vậy răng làm phép bắt tem bằng nước, Chúa Giêsu là phép bắt tem bằng Đức Thánh Linh trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Lời Chúa có nói rằng, ông răng ông nói rằng: về phần ta lấy nước mà làm phép bắt tem cho các ngươi ăn năn, xong đông đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài, thế là đấng sẽ làm phép bắt tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Có một phép bắt tem bởi Đức Thánh Linh, có một phép bắt tem bởi lửa, có một phép bắt tem bởi nước. Và báp tem là gì? Báp tem là báp tizo, là bị nhấn chìm, nghĩa của nó là bị chết, bị nhấn chìm bởi một vật, bởi một cái môi trường nào đó.
Một người được mát tem bằng nước có nghĩa là bị chìm ngập ở trong nước. Một người được bát tem bằng Đức Thánh Linh là được đầy rẫy ở trong Thánh Linh, Thánh Linh xung quanh. Một người bát tem bằng lửa là lửa xung quanh người đó. Và bát tem, một phép bát tem không nói đến, đó là tội lỗi, đó là tội lỗi, thì đầy rẫy tội lỗi xung quanh người đó. Như vậy có thể nói là bốn phép bát tem: thứ nhất phép bát tem bằng nước, thứ hai phép bát tem bằng Thánh Linh, thứ ba phép bát tem bằng lửa, thứ tư phép bát tem bằng tội lỗi. Như vậy ta thấy rằng răng bát tít là phép bát tem bằng nước, nhưng mà Chúa Giêsu là phép bát tem bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Còn tội lỗi là ma quỷ, Satan, thế giới này nó sẽ phép bát tem bằng tội lỗi, chết trong tội lỗi mà không biết mình chết. Và cái kết quả thứ hai của sự ăn năn đó là có trái của Thánh Linh. Chúng ta thấy Galati đoạn 5 câu 22 có nói: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Kết quả xứng đáng của sự ăn năn sẽ cho phép bát tem bằng Đức Thánh Linh, và phép bát tem bằng Đức Thánh Linh chính là cái trái của Thánh Linh sẽ đầy dậy trong người đó. Nó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Có nhiều người tranh cãi về việc pháp biết tâm tem bằng Đức Thánh Linh, thì đây chính là câu trả lời. Bắt tem bằng Đức Thánh Linh, người đó là người được đầy dẫy Thánh Linh thì phải sinh ra cái trái của Thánh Linh, y như trong Kinh Thánh chép ở trong Galati đoạn 5 câu 22: chín trái Thánh Linh. Có rất là nhiều người treo chín trái Thánh Linh, đọc thuộc chín trái Thánh Linh ở trong nhà, nhưng đời sống thực hành có phải là chín trái Thánh Linh hay không? Như vậy kết quả xứng đáng của sự ăn năn sẽ cho ra phép bắt tem bằng Đức Thánh Linh, đó là đời sống theo Thánh Linh, đời sống vui mừng, đời sống yêu thương, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Khi chia sẻ điều này, thời điểm này, lòng tôi quặn thắt. Vì tôi thấy có những anh chị em thực sự ở ngay cả hội thánh ở Việt Nam, ở tại Hà Nội, nơi quê hương của chúng tôi, rất hiểu về lời của Chúa, nhưng để có trái Thánh Linh, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại, và hành động của trái Thánh Linh bày tỏ cho cộng đồng ở Việt Nam, ở Hà Nội, thì thực sự là chưa. Nguyện xin Chúa chúc phước trên những anh chị em để đời sống có trái Thánh Linh, để làm vinh hiển danh của Chúa. Và kết quả ăn năn là gì? Kết quả thứ hai, lời Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sẽ đem lại kết quả và sinh ra nắm trái cho đời sống người tin Ngài, y như ở trong Răng đoạn 15 câu 5 Kinh Thánh có chép: ta là gốc nhỏ, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra nắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Lời của Chúa nói rằng ngoài Chúa ta thì chúng ta không làm chi được. Chúa là gốc, và Chúa là gốc thì chúng ta phải theo Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu yêu thương thì chúng ta cần phải yêu thương. Chúa Giêsu hy sinh thì chúng ta cũng cần phải hy sinh. Và đây là kết quả của Ngài. Chúng ta làm, chúng ta sống là cớ đốc nhân, không phải vì cớ loài người, nhưng vì cớ Đức Chúa Trời đã chọn và biệt chúng ta. Vì Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, và Ngài là Chúa của chúng ta, đã để lại một tấm gương vĩ đại trong cuộc đời này. Như vậy chúng ta thấy hai điều
Tôi xin được nhắc lại hai dấu hiệu của sự ăn năn. Đầu tiên đó là phép bắt tem. Phép bắt tem là bằng nước và bằng thánh linh, bằng lửa. Bằng nước do đăng bắt tít làm, và ngày nay nhiều người cũng làm phép bắt tem bằng nước, nhưng bằng thánh linh và bằng lửa thì do Đức Chúa Giêsu làm. Và có một phép bắt tem bằng tội lỗi. Kết quả của sự ăn năn thứ hai, trong cái dấu hiệu của sự ăn năn, đó là người đó phải sinh ra trái thánh linh. Kết quả của trái thánh linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Chín trái thánh linh ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Tất nhiên còn nhiều trái thánh linh khác nữa. Và phải dính với Chúa Giêsu, phải là một với Chúa Giêsu, phải ở trong Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, như vậy sự giảng dạy của Giăng Báp-tít ngày hôm nay chúng ta học nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng ông Giăng Báp-tít ông giảng về sự ăn năn. Và bối cảnh ông Giăng Báp-tít ông giảng thì đó là ở trong vùng đồng vắng xứ Giu-đê, và đối diện xứ Giu-đê, xứ Bê-rê trên dòng sông Giô-đanh. Và trước Giăng Báp-tít thì 700 năm trước, sứ đồ cái tiên tri, nhà tiên tri Ê-sai đã nói trước về sự đến của Giăng Báp-tít. Nội dung của Giăng Báp-tít giảng đó là giao giảng về nước Đức Chúa Trời, về thiên đàng đã đến gần. Và thứ hai là giảng về sự ăn năn. Và sự ăn năn, ông Giăng Báp-tít ông giảng, nếu không ăn năn thì không thể vào Đức Chúa Trời, không thể vào thiên đàng được. Bởi vì ăn năn là chìa khóa để dẫn chúng ta vào thiên đàng. Vậy ăn năn là gì? Ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Và ăn năn, nếu một người không ăn năn thì tội lỗi đang cai trị trên người đó. Ăn năn là tấm lòng tội lỗi được cai trị để Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu bước vào. Ăn năn là điều xảy ra trong trí, trong lòng của người đó. Nhưng có một cái dấu hiệu Giăng Báp-tít đòi hỏi, đó là dấu hiệu về xưng tội. Xưng tội lỗi có nghĩa là gì? Xưng tội lỗi có nghĩa là xưng ra những sai lầm của mình. Tất cả những tội lỗi của mình đều được xưng ra. Và xưng tội thì phải có cái dấu hiệu của sự xưng tội. Thứ nhất, đó là phép báp tem. Phép báp tem bằng nước do con người làm. Phép báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa do Chúa làm. Và phép báp tem đó là bị nhấn chìm, bị bao phủ bởi môi trường nào đó. Và kết quả thứ hai của sự ăn năn đó là có thái độ, phải sinh ra những trái, phải kết quả xứng đáng. Kết quả đó là trái thánh linh, lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhân từ, trung tín, hiền lành, mềm mại, tiết độ. Và kết quả nữa là dính vào Chúa Giêsu, là một với Chúa Giêsu, bày tỏ Chúa Giêsu ra qua đời sống. Chúng ta làm việc gì cũng được, chúng ta sống có thể đói một chút cũng được, chúng ta có thể lo một chút cũng được, nhưng đời sống phải bày tỏ Chúa Giêsu, phải thấy người ta thấy mình là phải thấy Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, hãy sống cho Giêsu, hãy nhớ lời giảng của ngày hôm nay. Bài giảng của ngày hôm nay của Giăng Báp-tít trong bài 3 đó là giảng về nước thiên đàng đã đến gần, giảng về sự ăn năn và áp dụng của ngày hôm nay là chúng ta hãy nhớ Chúa Giêsu, nước thiên đàng đã rất gần và Chúa đã gần đến rồi.
gần tới rồi. Có thể cuộc đời của chúng ta sẽ bị Chúa bắt đi trở về bất cứ lúc nào về thiên đàng. Chúa rước chúng ta về bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn, không từ bỏ thái độ đối với tội lỗi thì chúng ta không thể vào thiên đàng được. Và ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Điều này nó xảy ra ở trong trí, trong lòng, trong tư tưởng của chúng ta. Nhưng có cần một cái điều kiện nữa bày tỏ bên ngoài, đó là phép báp têm và sự xưng tội. Phép báp têm nào? Bị nhấn chìm bởi nước, bởi Thánh Linh hay bởi hứa của Chúa Giêsu. Và một kết quả của sự làm phép báp têm, kết quả đó là phải có cái quả, đó là trái của Thánh Linh trên đời sống người đó. Chín trái Thánh Linh trên người đời sống người đó, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, bằng lối sống, bằng sự hy sinh và thái độ đối với Chúa Giêsu, hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúng ta áp dụng điều này, chúng ta sống như thế nào cho Chúa Giêsu? Chúng ta có ăn năn tội lỗi của mình hay không? Nếu ăn năn tội lỗi của mình, thay đổi thái độ tội lỗi của mình, thì ngày hôm nay xin Chúa xét cho chúng ta, xin Thánh Linh cao trách chúng ta, chúng ta còn điều gì chưa nào trước mặt Chúa mà Chúa nhắc nhở xin tha thứ. Bản thân tôi cũng cần xin Chúa tha thứ vì nhiều. Khi tôi là một Chúa cho tôi là mục sư, Chúa kêu gọi tôi trở về, Chúa kêu gọi tôi phải ghi chép lại những điều Chúa đã làm trên cuộc đời cho tôi. Chúa sai phái tôi rao giảng lời của Ngài. Nhưng rất lắm khi tôi lười, mệt nhọc mà làm biếng về điều đó. Tôi phải ăn năn về điều đó. Anh chị em cũng phải ăn năn về tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã dạy, Thánh Linh đã dạy, mà chúng ta lười biếng về điều đó. Nguyện xin Chúa được vinh hiển qua chính đời sống của anh chị em và tôi. Và chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về bài học hôm nay. Thưa Cha, chúng con biết ơn Ngài vì bài học hôm nay Ngài ban phước cho chúng con. Cha ơi, xin hãy đến chúc phước cho người nghe, người dạy. Và sự vinh hiển của Cha được bày tỏ ra ở trên đất này, nhất là trên đất nước của chúng con. Cảm ơn Cha vì sự vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự giảng dạy của sứ giả của Ngài là Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Giêsu đến lần thứ nhất. Xin Chúa có sức dầu ban ơn để chúng con là sứ giả của Ngài để dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai. Cảm ơn Chúa. Xin tha thứ cho chúng con những điều chúng con chưa làm đẹp lòng Ngài. Chúng con ăn năn tất cả tội lỗi của chúng con trước mặt Ngài. Xin tha thứ Cha ơi. Xin thêm sức cho chúng con để chúng con giúp đỡ chúng con để chúng con hoàn thành công việc Chúa giao ở trên đất này. Nguyện sự vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thêm động lực khi anh em đăng ký kênh và chia sẻ kênh này. Anh em có thể đăng ký kênh, rồi anh em ấn chuông. Và anh em nhớ xem trong phần mô tả để nhận cái bài ra bài slide của cái phần bài học hôm nay. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.